chiều hai mẹ con em đi dạo ở phố. Trời hôm nay không có nắng, với mọi khi mà giờ này á là nắng dữ lắm, mới 4:30 là nắng chang chang á. Mà hôm nay thì trời âm u sáng tới giờ, lạnh thì cũng không lạnh lắm, mát mát nên em phải mặc áo jacket thôi. Từ từ đi xuống, từ từ. Rồi, con chào ông bà cô chú đi. Chào ông bà cô chú. Ông bà cô chú có khỏe không? Ông bà cô chú có khỏe không? Con đi hái rau với mẹ. Con đi hái rau với mẹ. Con có hái đâu, mẹ hái không à. Con phụ mẹ. Con không có chịu phụ mẹ. Đúng không? Con không chịu phụ mẹ hả? Con đâu có chịu phụ mẹ. Nội cái gì vậy? Sao? Thôi đi xuống đi. Rồi lái chiếc xe đạp thôi mà la làng hoài. Ok ok. Không chịu nữa, lái có chiếc xe đạp thôi mà lái không xong. Rồi đi. Nó xuống con cô con nó xuống dốc nó sợ. Nó sợ cái dốc của cái này nè, rồi hôm bữa tại vì dắt nó đi một bữa đó cô chú anh chị, xong rồi nó chạy xuống dốc á, nó ủn vô trong cái tường một cái rầm luôn á, đau rồi bây giờ. Cái chạy xe ra đường mà xuống dốc á không dám chạy nữa. Hôm bữa không biết á, chạy trời ơi làm một cái rầm về trầy hết cái bụng luôn. Rồi hôm nay chừa tởn à. Đi đi không có sao mẹ cho mẹ. Tởn. Em xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Thảo Nguyễn City Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay á hai mẹ con em cuốc bộ đi qua cái nhà cho thuê ở xóm dưới á, hái rau, cô chú anh chị đi theo em nha. Cái mùa này nè, bông hoa đi đâu cũng gặp hết trơn á. Cái bông này bông gì không biết mà đẹp nằm ở đường á. Rồi bây giờ tới cái nhà hái rau rồi nè. Ở đây á, rau giáp cá nhiều lắm. Em không ăn á, thì cái nhà người ta mướn người ta đâu có ăn đâu. Người xì á, người ta không có biết ăn rau giáp cá. Mỗi năm á, nhà em á, không có nên chạy qua bên đây hái. Đằng sau vườn cái nhà em đang ở nè, có nhiều rau lắm cô chú anh chị ơi. Cái rau hôm bữa mà em đi mua đó, rồi rau dền mọc đầy luôn. Hai cây cà bữa bạn cho. Đằng sau thì bông trổ quá trời nhiều luôn nè. Đằng sau cái chỗ mà cái bụi trúc á, còn có cái dàn dây leo nữa. Cái rau này đó là rau rừng. Em trồng á, là để ăn lấy đọt. Cái rau này chấm nước thịt kho đó rất là ngon. Mà không biết tên nha cô chú anh chị. Bây giờ vô trong nhà em kho cái nồi thịt. Để kho liu riu từ hồi nãy tới bây giờ. Bây giờ á, là em hái rau đi về á, xong rồi cái nồi thịt này vừa chín luôn nè. Cái rồi hai mẹ con em á, là sẽ ăn cơm. Cô Út hồi nãy giờ là đi với em mệt rồi, cho nên giờ về nhà là không có chịu ăn cơm với em đâu. Cái thịt sườn em kho đó cũng rất là ngon á. Rồi ăn cơm thì chấm mấy cái rau gừng này với cái thịt sườn kho nè. Phải nói là rất là ngon cô chú anh chị ơi. Mùa hè đó mà ăn cái rau này chấm thịt là thôi khỏi chê luôn. Ăn cơm xong là ra lấy cái lồng chim cho chim ăn. Hồi nãy em ngồi ăn cơm mấy con chim lạng qua lạng lại đòi ăn quá trời. Cho chim ăn xong rồi bây giờ em ra làm cái vườn. Chỗ này em muốn để cái bàn dài á cho rộng ra. Cái chỗ cũ nhỏ quá. Mà bây giờ muốn á thì em phải tự làm chứ sao ai làm bây giờ. Bây giờ thì em mời cô chú anh chị xem video nha. Em xin chào ông bà cô chú anh chị. Hai mẹ con em bây giờ đang đi bộ đi qua cái nhà mà hôm bữa em hái rau giáp cá đó. Bây giờ đi qua bển đó em hái một mớ rau nữa. Em đang bưng cái gỗ với cái kéo để đi hái cái rau. Rồi cô Út thì đang chạy xe đạp. Cô Út á, cô chú anh chị đi học về á, rồi ra không đi nhanh lên đi chạy đi con. Rồi em dẫn đi theo luôn. Cái nhà này đẹp nè mọi người. Cái nhà này có cái vườn bông ở đằng trước. Cái mùa này á là cái mùa bông bông hồng với cái bông tím tím này nè, nhiều lắm, nhà em cũng có nữa. Nhiều bông. Ở bên em á mấy cái nhà ai cũng trồng bông ở đằng trước rất là nhiều luôn á. Phá sờ mới mi run nè. Mi chạy trước cô Út rồi. Nhanh lên. Chạy trước rồi, chạy trước rồi, chạy bộ rồi, chạy trước rồi. Hai mẹ con chạy đua. Không có đỡ, chạy trước rồi. Anh nhanh.
trời, cô Út vừa đi mà còn vừa ngắm cảnh nữa mới ghê chứ. Nhanh lên. Nghe tiếng chim hót rồi cái dừng lại nghe luôn. Con nhiều người con nghe cái gì vậy? Con gì nó hót à? Rồi đi nhanh lên. Go. À này hôm bữa người ta bán 399.000 á, giờ có người mua người ta gỡ cái bảng ra rồi nè cô chú anh chị. Nhà này đẹp á, bự lắm. Nhà này tới 23.000, 2.900 square feet, lượng lớn dữ lắm. Rồi đi lên con. Sao? Rồi con đạp lên đi, đạp lên, đạp lên. Trời ơi, chứ lên dốc không chịu lên dốc nổi rồi. Chạy lên. Can breathe. My hand not breathing. Vậy hả? Anh chị ở đây có một cái chiếc xe bus chở học sinh đi học á. Ở bên em á thì mỗi cái sớm như vậy nè, ai mà có con nhỏ đó thì xe bus á buổi sáng á người ta đến nhà người ta đón đi, xong rồi tới lúc đi học ra là xe bus thả xuống ngay trước nhà vậy đó cô chú anh chị. Ở đây á con nít á cỡ cái bắt đầu là lớp 1 á là có xe bus đón đưa cho tới lớp 12 luôn á. Rồi tự giác sáng á, thức dậy đi học thôi. Rồi buổi chiều thì tự về. Nhưng mà ở bên trong á, thì có cha mẹ đứng để đón về nha cô chú anh chị nha. Để đón vào nhà chứ không có để cho cái đứa con nít đi vào nhà mà không có người lớn. Ở đây á, con nít á, là phải có cha mẹ ở nhà nha cô chú anh chị nha. Bắt đầu từ nhỏ như cô Út rồi nè, cho đến năm 14 tuổi luôn á là cha mẹ không có bỏ ở nhà được. Rồi sau 14 tuổi á, thì cái tuổi giống như lớn rồi đó, lên middle school rồi đó thì ở nhà mới được nha cô chú anh chị. Còn mà mình không có làm đúng luật á, mình bỏ con mình ở nhà đó là người ta đến cảnh sát mà biết được. Mà con nít đó ở nhà một mình không có cha mẹ là cảnh sát người ta lại người ta sẽ bắt con mình đi đó nha cô chú anh chị nha. Ở đây nó có luật lệ dữ lắm, mình không có thể nào bỏ, cho nên cha mẹ mà người đi làm một buổi thay phiên nhau một buổi á phải có ở nhà để mà đón con đi học về á. Rồi cô Út già em. À, đi đi vô nhà trước cỏ không hả? Rồi đi vô, lái vô, lấy mạnh vô trong, không có xe nữa rồi, lái vô. Đằng trước nhà có cái cây bông màu hồng bự đẹp ghê. Rồi đi vô nhanh lên. Wow, cái đám rau giáp cá em bữa em hái mớ rồi mà bây giờ ra quá chừng nữa rồi nè. Trời ơi, mọc đầy nhà luôn cái rau giáp cá. Đây. Wow. Rồi, em sẽ lãi cái đám rau giáp cá này cô chú anh chị ơi, không thôi rau nó sắp ra bông rồi nè. Bông sắp ra hết rồi. Đó. Bây giờ thì em ngồi em cắt cái rau nãy non nhớt luôn này, mình cắt á rồi á vài bữa nữa mọc mầm lên nữa, còn mình không cắt á là cái cây ăn bông á còn cái già. Bây giờ là em bưng cái gỗ rau đi về nè cô chú anh chị ơi. Em nguyên một gỗ luôn. Rồi đi, đi về. Quay được không? Quay xe được không? Trời ơi, quay giờ. Đi vô thì được, bây giờ đi ra hết được. Bà Út kìa, đi nhanh. Nguyên một gỗ rau luôn. Cái này mà ăn bánh xèo hay cuốn gỏi cuốn cũng rất ngon. Và chiều hôm nay thì em ăn, em về em hái thêm rau húng cây, húng lũi nữa. Sao? Đi. Trời ơi, đi không được. Mà em thấy ở đây á, nó có một đống mọt cưa. Chắc bữa nào em qua đây em hốt, người ta bỏ mình á, có người hốt rồi kìa. Ai muốn hốt thì hốt. Hốt để đem về bỏ vô mấy cái rau á. Chiều ở bên ngoài hôm nay mưa thì không mưa, mà có gió. Gió liêu thiêu.
em hái cái mớ rau này vô để chấm nước thịt ăn nữa nè. Đây nè, em hái cái mớ rau này. Đó, đây này, đây mẹ hái cái mớ rau này nè. Mấy cái cây hoa cúc nhà em. Hoa cúc nhà em đẹp ghê à. Ê, mẹ hái mấy cái cọng rau này được. Rau này ăn được á cô chú anh chị, em hái vô chấm thịt thò ăn. Ăn cái rau này ngon lắm. Hái để cho ra đọt mới. Gió. Đằng sau có một bụi, đằng trước có một bụi, để em đi ra đằng sau. Đây, nguyên bó mà hái. Ôi trời, gió quá trời luôn. Hái được nhiêu đây? Trời, cái nón của cô Út nè. Còn đây cái đống rau dấp cá. Đây còn có cái gỗ nữa. Trời ơi, hai ba cái gỗ rau. Bây giờ em đi ra vườn em á, để rau dấp cá ở đây đi chút vô lặt sao. Có hai cái bụi rau này nè, em mới trồng hồi năm ngoái thôi à, cho nên chưa có được nhiều lắm. Thêm 1-2 năm nữa là ăn mệt xỉu luôn á. Nè đây, còn mấy cọng nữa đây. Tưởng là cỏ nha cô chú anh chị ha, nhưng mà không phải cỏ, rau á nè. Đó. Cái này tựa tựa giống như là cái đọt gì mà mình nấu lẩu mình ăn á, quên mất rồi. Đó, cái đọt nó giống giống vậy đó nè. Quá trời đọt luôn nè, em hái. Ơi, em càng hái như vậy thì đọt nó sẽ ra mầm nữa, ra mầm nhiều hơn nữa. Còn không hái thì mấy cái đọt cứ nhảy mọc dài thôi. Bây giờ em hái hết. À, cái này chấm nước thịt ăn. Ôi trời ơi, chết cha, dứt dứt cái này lên luôn. Giống như đọt đậu, đậu Hà Lan vậy đó. Đúng rồi, đọt đậu mà để mình ăn ăn lẩu đó cô chú anh chị. Cái đọt này nè, cái này nè, như nhúng lẩu ăn là ngon lắm luôn á. Mà không biết tên nha, em không biết tên cái rau này là rau gì nha. Nhiều lắm nè, vài bữa nữa là sẽ bò nè. Nè cô chú anh chị, bò lên đây nè. Ơi, mùa hè tới rồi, rau vườn quá trời luôn. Ơi, cái gì? Đồ púp hả? Púp của con gì vậy? Bông màu tím tím nhà em nè, mọc ra quá trời luôn rồi. Ở ngoài kia có nguyên bụi tím nữa. Này, ở bên đây toàn bông tím tím không nè. Xa xa ở ngoài kia cũng có một bụi hoa tím ngoài nữa. Hoa quá trời hoa rồi. Cái thùng này sao mà gió cái bay ra đây luôn nè. Rồi, hai cái bụi dây leo của em năm nay leo quá trời luôn. Nó ra mấy cái chùm bông màu trắng nè cô chú anh chị, thơm lắm á. Đó, bông ra màu trắng. Em nhớ là em thích bông màu tia màu hồng hồng á. Nhớ em mua màu hồng mà sao giờ hai cái dây leo này ra toàn là màu trắng không mà thơm nha. Thơm. Đó. Em cho leo để phủ lên hết cái vàng này nè, là đẹp lắm. Trời ơi, cô chú anh chị xem cái bụi bông màu tím của nhà em, nó nở mà đầy hết cái vàng luôn rồi. Chỗ này là em đang trồng rau dấp cá ha, đang vừa múm múm lên. Còn trên đây có mấy cái bông hồng cũng đẹp ghê luôn á. Đây, bông hồng bự thiệt bự vậy đó. Bông hồng nhà em năm nay chết mấy chậu rồi. Thường là em thích trồng bông hồng lắm mà chết rồi, sao không ra không biết nữa. Bông không à. Hồi nãy tới giờ á, là hai mẹ con em á, đi qua cái nhà bên kia hái rau. Bây giờ cô Út á, mệt rồi, cô Út ở trong nhà chơi game nên em gọi ra ăn cơm với em á, mà cô Út không chịu. À, cô Út nói con muốn chơi game mà con mỏi chân rồi, nãy con đạp xe đạp con mỏi chân rồi mẹ ơi. Vậy là bây giờ á, thì em ăn cơm có một mình. Em mới vừa kho một cái chảo thịt kho, sườn kho rất là ngon luôn cô chú anh chị, nhìn nè, hấp dẫn ha. Dạ, rồi à, ở đây là rau em đi hái đó. Em bây giờ em về cái em lặt ra rau dấp cá, lá nào lá đó bự sắp nửa cái mặt của em luôn á, không có dừa đâu cô chú anh chị nè. Cái lá rau dấp cá nè bự ghê vậy đó. Rồi bây giờ thì em ăn cơm với thịt kho. Cái rau này á là cái rau ngoài vườn em nè. Cái rau này á tự tự giống như đọt đậu Hà Lan mà để nhúng lẩu ăn vậy đó. Nhưng mà cái này là mình nhúng được luôn á nha, ăn sống được mà mình nhúng lẩu được. Mà em không biết cái tên cái rau này là gì nha. Rau này dạng rau gừng thôi à, nên cũng không có tên tuổi gì đây hết trơn á, nên là ăn được thì ăn thôi. Rồi bây giờ em kèm với cái rau này em chấm. Em thích ăn rau sống
chấm với nước thịt kho đó, ngon. Cực kỳ ngon luôn chú chị ơi. Cái ớt này á, năm ngoái á, bạn em trồng rồi hái cho em để vô tủ đá. Cái ớt nó cay cay, ngon quá, ăn với cái sườn. Sườn kho mềm luôn, để em hầm nãy giờ. Em để lửa riu riu á, rồi em hầm. Xong rồi hai mẹ con em á đi bộ á, đi qua bên kia hái hái rau. Hái rau về là cái nồi thịt của em á vừa cạn nước luôn. Ngon quá. Rồi ăn cơm. Em thấy mấy con chim nó đói bụng nó bay qua lạn lại gần ngày gần đồ ăn của em luôn, nên em lấy đồ ăn ra để em cho con chim nó ăn. Bây giờ em lấy cái này ra. Đó, em bỏ cái này vô nè. Mấy con chim tội nghiệp quá, lạn qua lạn lại hoài mà không có đồ ăn cho nó. Đó, bây giờ em cho máng lên cho mấy con chim. Mấy cái này nè cô chú anh chị, có mấy cái cái chỗ này nè để đồ ăn ra đó, rồi mấy con chim lại đây mổ nè. Bây giờ thì em ăn uống no nê rồi, xong em cho mấy con chim ăn no nê luôn nữa, cái em vô em thay cái áo khoác ra, cái em cào cái mớ đất này cho bằng phẳng lại để em mua xi măng em tráng. Giờ cũng năm mấy tối gần 6 giờ rồi, ăn cơm no rồi, giờ không biết làm gì ra làm cái miếng vườn cho xong cô chú anh chị ơi. Có rảnh lúc nào thì mình làm lúc đó. Ăn cơm no nê xong hết rồi cả nhà ơi, giờ trời cũng còn sớm, mình chưa đi ngủ á, nên tranh thủ á, em ra em làm cái chỗ này cho xong. Cái chỗ này hôm bữa đó là cái vườn hồng, mà năm nay á, mấy cây hồng em á, rụi hết trơn rồi, còn có cái gốc ra ngoài nhìn xấu à, thôi thì em bứng đi ra chỗ khác hết luôn. Cái chỗ này thì em bữa giờ em cũng định á, là làm cái chỗ ăn cơm cho gọng, nhưng mà tiếc mấy cái bông. Thôi bây giờ sẵn á, mấy cái bông á, không có lên đẹp nữa rồi, em dọn luôn cái chỗ này để làm đẹp, em tráng xi măng á, rồi em mua cái bộ bàn á, ăn cơm bự bự chút để ở đây nè, ngồi. Cái bộ bàn bữa nay em ăn mà em quay video cho cô chú xem đó, nhỏ xíu à, nhà em thì đông người quá, ngồi không có đủ. Cái chỗ này á làm bự ra là bao bự luôn á cô chú anh chị ha, là ngồi ăn thoải mái. Từ rồi chiều tới giờ á là em lui cui ăn cơm xong rồi đi hái rau, xong giờ ra làm vườn. Cái chỗ này á, mà em xiên á, làm á, chừng 2 ngày là xong à. Ngày hôm nay thì em dọn cái chỗ này, thì trong bụng em nghĩ á, là ngày mai á, là xong rồi. Thì là em đi mua xi măng về là em tráng một ngày nữa là xong. Coi như là mình bỏ ra 2 cái ngày á. Đằng nào á, thì đầu tuần á, em cũng ở nhà mà, đâu có đi làm đâu. Ở nhà thì đón cô Út đi học về đó. Thứ hai, thứ ba á, là em làm xong cái chỗ này. Buổi tối á, bắt đầu á, là có muỗi nha cô chú anh chị nha. Muỗi bay nè. Tại vì có cây á, là sẽ có muỗi, cho nên á, buổi tối mà muốn đi ra ngoài sân ngồi á, là phải làm cái chỗ này để có làm cái lò để đốt củi á, để cho không có bị muỗi. Chứ không ơi, tối là muỗi dữ lắm, mà muỗi mà chích là con nào con đó nó bự chảng mà sưng dù luôn á, muỗi dữ lắm luôn á. Bây giờ bắt đầu muỗi nó bay ra, mùa này mà chưa có nhiều muỗi đâu, khoảng tháng 7 rồi nhiều hơn nữa, nên em tranh thủ làm chỗ này chừng vài tuần cho xong, cái đi mua cái bàn với cái em mua cái gạch á, về làm cái lò đốt củi để đốt. À mà em cũng quên nói cho cô chú anh chị biết nữa, cái chỗ này á là có muỗi dữ lắm. Làm xong á, để cái bộ bàn ăn cơm rồi á, em làm luôn, em đi mua gạch á, xây cái lò củi lên, rồi bưng mấy cái củi ở ngoài đó vô để ở bên chai đốt.
Muỗi ở bên đây cũng nhiều dữ lắm, vì cô chú anh chị thấy là cây cối không mà, cho nên có muỗi. Mà muỗi con nào con đó thì rất là bự, chích một cái là sưng một chù dù luôn. Em sợ cô Út bị muỗi chích lắm, cho nên bắt buộc phải làm cái lò để chiều chiều cho cô Út ra ngoài chơi không bị muỗi. Và video của em tới đây cũng xin hết. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở tập kế tiếp. Cô chú anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì giúp em đăng ký kênh, chia sẻ và bật cái chuông thông báo để mỗi khi em ra video mới thì cô chú anh chị kịp coi liền. Và bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại cô chú. Bye bye. Em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều những ngày qua đã xem video và ủng hộ video em. Có những cái ý kiến nào mà cô chú muốn gợi ý cho em thì cô chú để lại bình luận để cho em cải thiện và đăng video càng ngày càng hay hơn. Bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.